Kiểu thi ca, bát nhã ba la mật đa mà Đại Bồ Tát tu hành, chẳng nên cầu nơi chân như của Bồ Thí ba la mật đa, chẳng nên cầu nơi chân như của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, chẳng nên lìa chân như của Bồ Thí ba la mật đa mà cầu, chẳng nên lìa chân như của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa mà cầu. Vì sao? Vì hoặc chân như của Bố Thí Ba La Mật Đa, hoặc chân như của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã Ba La Mật Đa, hoặc lìa chân như của Bố Thí Ba La Mật Đa, hoặc lìa chân như của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã Ba La Mật Đa, hoặc Đại Bồ Tát, hoặc bát nhã Ba La Mật Đa, hoặc cầu tất cả các thứ ấy đều chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng phải hữu sắc, chẳng phải vô sắc, chẳng phải hữu kiến, chẳng phải vô kiến, chẳng phải hữu đối, chẳng phải vô đối, đều cùng một tướng gọi là vô tướng. Vì sao? Kiều thi ca, vì bát nhã ba la mật đa mà Đại Bồ Tát tu hành, chẳng phải chân như của Bố Thí ba la mật đa, chẳng phải chân như của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, chẳng phải lìa chân như của Bố Thí ba la mật đa, chẳng phải lìa chân như của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa. Vì sao? Vì tất cả các thứ ấy đều không có tánh sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, nên bát nhã ba la mật đa mà Đại Bồ Tát tu hành, chẳng phải chân như của Bố Thí ba la mật đa, chẳng phải chân như của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, chẳng phải lìa chân như của Bố Thí ba la mật đa, chẳng phải lìa chân như của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa. Vì vậy nên bát nhã ba la mật đa mà Đại Bồ Tát tu hành, chẳng nên cầu nơi chân như của Bố Thí ba la mật đa, chẳng nên cầu nơi chân như của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, chẳng nên lìa chân như của Bố Thí ba la mật đa mà cầu, chẳng nên lìa chân như của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa mà cầu. Kiểu thi ca, bát nhã ba la mật đa mà Đại Bồ Tát tu hành, chẳng nên cầu nơi chân như của bốn tịnh lự, chẳng nên cầu nơi chân như của bốn vô lượng, bốn định vô sắc, chẳng nên lìa chân như của bốn tịnh lự mà cầu, chẳng nên lìa chân như của bốn vô lượng, bốn định vô sắc mà cầu. Vì sao? Vì hoặc chân như của bốn tịnh lự, hoặc chân như của bốn vô lượng, bốn định vô sắc, hoặc lìa chân như của bốn tịnh lự, hoặc lìa chân như của bốn vô lượng, bốn định vô sắc, hoặc Đại Bồ Tát, hoặc bát nhã ba la mật đa, hoặc cầu tất cả các thứ ấy đều chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng phải hữu sắc, chẳng phải vô sắc, chẳng phải hữu kiến, chẳng phải vô kiến, chẳng phải hữu đối, chẳng phải vô đối, đều cùng một tướng gọi là vô tướng. Vì sao? Kiều thi ca, vì bát nhã ba la mật đa mà Đại Bồ Tát tu hành, chẳng phải chân như của Bố Thí